Hôm gài bên Việt Nam á, thì bị cơn bão Yagi tàn phá. Bữa hôm nay tới bên Mỹ, ở bên Florida, South Carolina, Louisiana bị cơn bão Helene tàn phá các bạn. Cái nước lụt á, nó gọi là historic, có nghĩa là cơn lụt lịch sử các bạn. Cái trận lụt này á, nó các bạn biết không, năm nào mà lũ lụt á, báo chí cũng nói cái trận lũ này là trận lũ lịch sử các bạn. Trong cái video vừa rồi là nguyên một căn nhà nó trôi lên bên. Những căn nhà này là những căn nhà mobile house các bạn. Những căn nhà này nó nằm ở trên cái tường cái nền gạch đó, là mobile house bạn. Cho nên những căn nhà này nó có thể kéo đi nơi này nơi khác. Thì nước lụt quá nó nổi lên là chuyện bình thường thôi nha các bạn ha. Rồi tan hoang quá các bạn ơi. Đa số là nhà bên Mỹ là nó xây bằng gỗ không các bạn. Các bạn nhìn nè, không hề có là bê tông cốt thép các bạn ơi. Đó, cái căn nhà bên kia là bực tài xây bằng bê tông cốt thép thì nó được đứng vững một chút xíu. Những căn nhà bằng gỗ là gió nó thổi qua là nó sập hết trơn các bạn ơi. Thì ở bên tiểu bang Florida là năm nào cũng có bão hết trơn nha các bạn. Ở bên Florida với lại bên Louisiana, mấy tiểu bang gần biển á, là bão không, năm nào cũng có bão hết. Các bạn nhìn nè, đó các bạn thấy chưa? Quá là trời ơi, cái này là thiệt là thiệt hại. Rất là thiệt hại. Các bạn nhìn là đó, ghê gớm quá các bạn ơi. Đây là tiểu bang Florida các bạn ha. Thiệt là tàn phá quá mà.
just gonna hit the truck. Good. Then it'll probably go to the side. Us, and that was officials say they were concerned about this entire time, the possibility of rising historic flood levels, especially around the river here in Asheville, North Carolina. We will continue to pay attention to some of the debris that's in this area, a lot of that on the ground as well, while most of the rain appears. Thì các bạn thấy là ở bên tiểu bang Florida là năm nào cũng có bão hết trơn các bạn biết không, cứ bên tiểu bang Florida nó gọi là mùa bão các bạn, cứ mỗi một năm là sẽ có một cái mùa nó tràn từ biển Caribe nó tràn vô các bạn, thì năm nào cũng có bão chân á, cho nên đó, những cái người phóng ở Florida đó họ phải đóng cái tiền bảo hiểm rất là cao các bạn, bảo hiểm nhà. Các bạn biết không, mỗi một lần như vậy á là bảo hiểm nhà nó tăng lên các bạn, giống như là cái năm vừa rồi đó là bảo hiểm nhà bên Florida là 2.000 mấy một năm là tiền bảo hiểm nhà đó nha. Mà những căn nhà nào ở bên tiểu bang Florida mà bị hư nóc á, là những công ty bảo hiểm là từ chối bán luôn, là bị hư nóc á nha. Giống như các bạn biết những căn nhà mà bị thổi bay nóc á, là công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm luôn, không bán luôn các bạn nhé. Cho nên ở bên Florida mà các bạn mua bảo hiểm á, bây giờ nó rất là mắc. Các bạn thấy không, bây giờ á, mình nói với các bạn á, bỏ ra $5, $10 mỗi một ngày các bạn đang đi làm được, các bạn mua cho mình một cái bảo hiểm thọ. Các bạn không có dư tiền, các bạn mua cho các bạn một cái bảo hiểm Term Life với mức đền bù là nhiêu, $1,000, $2,000 đó, gửi các bạn có bị cái gì các bạn được bồi thường, các bạn có tiền để các bạn sửa nhà, sửa này sửa nọ, gửi các bạn có cái gì các bạn còn tiền để là cho con cái, hãy gọi cho Nhân Lì tại số điện thoại 314-438-7599 để sở hữu cho mình một bộ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ của công ty National Life Group. Nó chỉ tốn các bạn có $5, $10 mỗi một ngày thôi các bạn ạ. Gọi cho Nhân Lì, gọi cho Nhân Lì ngay và luôn để sở hữu cho mình một cái bảo hiểm nhân thọ, bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản các bạn. Mưa rồi các bạn ơi, cái trận mưa này là do cơn bão Helen nó đánh vô các bạn ạ. Ở bên tiểu bang Louisiana là tiểu bang là gọi là nặng nhất. Nhà cửa bị cuốn trôi, nước lụt khắp nơi, xe cộ bị cuốn trôi các bạn ạ. Tiểu bang của mình á, thì chỉ có bị mưa thôi. Các bạn hãy cố gắng mua cho mình một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, chỉ với $5 mỗi ngày thôi, gửi có chuyện gì được bảo hiểm nhân thọ đền nha các bạn. Bây giờ là cơn bão Helene này nó đánh vô tiểu bang Louisiana, Florida rồi. Tiểu bang của mình thì mưa các bạn, mưa nó làm tiệm nail mình ế quá các bạn ơi. Hãy gọi cho Nhân Lì tại số điện thoại 314-438-7599. Bảo Helen nó đánh sập nhà hết rồi các bạn ơi.